Han Ji-hyun, đại tiểu thư Seok Ki-un của Ben Hao 2, cầm kỳ thi họa ngoài đời thực. Đảm nhận vai Seok Ki-un là Han Ji-hyun, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 1996. Ji-hyun có gương mặt sắc sảo với vóc dáng siêu mẫu, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70, đỗ một lần 6 trường đại học. Vào vai Risky sang chảnh nhưng sức sượt dù Seok Ki-un trong Ben Hao 2, Han Ji-hyun ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của công chúng nhờ ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính cùng khả năng diễn xuất tiến bộ trông thấy. Trái ngược hẳn với hình tượng tiểu thư nhà giàu học kém trên phim, nữ tân binh ngoài đời thực sở hữu nhiều thành tích đáng nể, khiến không ít khán giả thầm thán phục. Xuất thân từ người mẫu, thần thái sang chảnh còn thêm body nhìn là mê. Han Ji-hyun sinh năm 1996, từng là mẫu ảnh trước khi đã chéo sân sang diễn xuất lần đầu vào năm 2018. Nữ diễn viên sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng chiều cao ấn tượng 170cm, thần thái sang chảnh đúng chất con nhà giàu thứ thiệt, còn có khả năng cần mọi loại trang phục cực đỉnh. Nhờ ngoại hình nổi bật, Ji-hyun được mời tham gia một số bộ phim chiếu mạng như Soul Driver, The Romance or I Want to Go Home. Năm 2019, sao nữ 24 tuổi có màn ra mắt khán giả truyền hình qua vai diễn nhỏ trong tác phẩm The Wind Blows. Khi đó, cô chưa được khán giả chú ý bởi nhân vật của cô không xuất hiện nhiều trong phim. Phải đến siêu phẩm Penthouse, tiềm năng diễn xuất của Han Ji-hyun mới có cơ hội được tỏa sáng và thu về lượng fan khổng lồ ngay từ những tập đầu phát sóng. Trước khi bùng nổ với Penthouse, Han Ji-hyun vẫn còn là cái tên lạ lẫm đối với khán giả tại Hàn Quốc. Gia tài diễn xuất của nữ tân binh cũng chỉ gói gọn trong một bộ phim truyền hình và hai tác phẩm web drama không mấy nổi bật. Sở hữu em trai sinh đôi siêu mẫu trong làng thời trang Hàn Quốc. Nếu như trong Penthouse, Han Ji-hyun vào vai em gái cặp song sinh cùng với nam thần Kim Jong-dae, thì ngoài đời, cô nàng lại có một cậu em sinh đôi cực phẩm đó nha. Em trai nữ diễn viên là Han Seong-soo, một người mẫu khá có tiếng tại xứ sở của Sâm. Anh chàng còn từng giật danh hiệu áo quần cuộc thi Korea's Next Top Model mùa năm đó. Han Ji-hyun cũng từng xuất hiện trong Korea's Next Top Model để ủng hộ em trai. Tôi sinh sớm hơn cậu ấy có 2 phút à, hồi nhỏ cậu ấy đẹp hơn tôi nhiều. Thành tích của Seong-soo tại cuộc thi này là 3 lần đứng nhất tuần và dừng chân ở ngôi vị á quân. Seong-soo cũng chia sẻ rằng Ji-hyun chính là nguồn động lực giúp anh trở thành một người mẫu thành công như ngày hôm nay. Đỗ một trường đã khó, Han Ji-hyun thậm chí còn đỗ đến 6 trường đại học. Nếu dù Seok Kyung của Penthouse là cô tiểu thư được nuông chiều, thích ỷ lại và không chịu cố gắng trong học tập, thì Han Ji-hyun ngoài đời thực lại sở hữu nhiều thành tích ấn tượng mà không phải ai cũng đạt được. Nữ diễn viên là cựu học sinh tại trường cấp 3 Agujeong, ngôi trường của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Nayeon, Jungyeon, Twice, RM, Suga, BTS, Seo Hyunjin. Giống như biết bao bạn trẻ hàng khác muốn theo đuổi nghệ thuật, Han Ji-hyun cũng sớm nhận ra năng khiếu của mình. Cô được đầu tư học hành bài bản nên thông thạo nhiều loại nhạc cụ. Sau khi tốt nghiệp, Han Ji-hyun xuất sắc thi đỗ vào 6 trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. Cuối cùng, nữ diễn viên đã chọn Đại học Nghệ thuật Quốc gia khoa diễn xuất. Ngoài ra, Ji-hyun cũng từng theo học tại Học viện Diễn xuất MTM và giành học bổng toàn phần chỉ sau 4 tuần. Ngôi trường này được mệnh danh là Harvard của Hàn Quốc với chất lượng đào tạo và tuyển sinh đầu vào cực khắt khe. Tính nghệ thuật ăn sâu vào trong máu. Không chỉ giỏi văn hóa, Han Ji-hyun còn sở hữu năng khiếu nghệ thuật khiến fan phải trầm trồ. Nữ diễn viên có thể vẽ rất đẹp, chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ khác nhau và cả nhảy nữa nha. Là một người mẫu, Ji-hyun cũng thường xuyên tập thể thao để duy trì vóc dáng, đặc biệt là lướt ván, yoga và cưỡi ngựa. Trên phim mưu mô hỗn láo là thế, Han Ji-hyun của đời thực lại cực kỳ gần gũi và thân thiện với fan hâm mộ. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống sinh hoạt giản dị của mình và chú chó cưng Jinju trên trang cá nhân, tranh thủ thời gian rảnh để livestream giao lưu với khán giả. Song song với hoạt động phim ảnh, nữ diễn viên còn tích cực làm người mẫu quảng cáo cho nhiều dòng sản phẩm, từ thiết bị gia dụng đến mỹ phẩm, thời trang. Gu thời trang chan xả nhưng gần gũi. Dù là gương mặt mới và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng Han Ji-hyun đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn Ju Seok Kyung, cô tiểu thư kênh kiệu và thủ đoạn của gia đình danh giá, giàu có nhất Hera Palace. Thành công ấy một phần đến từ thần thái sang chảnh, đẳng cấp đúng chất con nhà tài phiệt của nữ diễn viên 24 tuổi. Trong bộ ba tiểu thư nhà giàu ở Penthouse thì Han Ji-hyun cũng được đánh giá là người có vóc dáng và khí chất high fashion nổi trội nhất. Vì vậy, phong cách thời trang đời thường của nữ diễn viên cũng vô cùng thời thượng và sành điệu. Dù lên đồ không quá cầu kỳ, nhưng cô nàng rất biết cách mix và match tôn dáng, trendy và toát lên vẻ sang xịn. Một điểm mới mẻ khi khám phá phong cách đời thường của Han Ji-hyun là cô nàng tuy chanh xả là thế nhưng rất cute thè và dễ thương, chứ không chảnh chọe giống Seo Ki-un trong Penthouse chút nào. Diễn xuất bùng nổ, chiếm luôn vị trí trùng phản diện của Penthouse 2. Nếu như các hành động ở phần đầu của Penthouse vẫn còn ở mức độ chấp nhận, qua đến Penthouse 2, dường như cô ngày càng nổi loạn và vô liêm sỉ hơn rất nhiều.
Mở đầu là sau khi quy chụp Rona là con gái của kẻ giết chết mẹ mình, Seok Kyung bắt đầu cuộc thanh trừng hết những người tiếp xúc với Rona. Đầu tiên là Jennie, Jin Ji Hee. Cô làm nhục Jennie và bắt bạn mình phải mukbang một mâm đồ ăn trước mặt các bạn cùng lớp. Đã vậy còn ép Jennie uống hết chai nước ngọt để trút giận. Với tính cách sắc láo, không xem ai ra gì, không những bắt nạt bạn bè mà Seok Kyung còn hỗn láo và thích dựng chuyện vu khống cho hội phụ huynh. Làm nhục Jennie còn chưa đủ vui, cô nàng còn cùng hội chị em nói xấu và xem thường mẹ của Jennie. Có thể thấy rằng Seok Kyung sau khi mất mẹ, bản tính vẫn vậy, không hề ăn năn hối lỗi mà ngày càng ác độc và thâm hiểm hơn. Với tính cách này, một cái tát của mẹ Jennie liệu có đủ? Bên ngoài là vậy, còn bên trong Seok Kyung lại ẩn chứa một tâm hồn mong manh, tổn thương và cô đơn vì thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Sự xấu xa của cô nàng cũng do xuất phát từ cách dạy dỗ độc đoán, sai lầm của người bố. Thế mới thấy, sau hàng có những người diễn xuất đỉnh đến như nào. Han Ji-hoon gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu, ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt nhưng mãi vẫn chẳng nổi tiếng. Chỉ đến khi tham gia siêu phẩm Penthouse, tiềm năng diễn xuất của Han Ji-hoon mới được nhận nhiều sự chú ý. Có nhiều tài lẻ, lại có năng khiếu thể thao, là sinh viên xuất thân từ ngôi trường danh tiếng, Han Ji-hoon đang được kỳ vọng trở thành cái tên sáng giá trong làng phim ảnh Hàn Quốc trong tương lai. Lượng fan theo dõi ác nữ tăng chóng mặt. Đám nhận thành công vai diễn Seok Kyung trong phim Penthouse, nữ diễn viên trẻ Han Ji-hoon hiện đang nhận về hàng loạt sự yêu thích từ khán giả. Mặc dù nằm trong tuyến nhân vật đầy đanh đá, mưa mèo trong Penthouse 2 hay ngây thơ, dễ thương trong The Wind Blows, thì những nhân vật mà Han Ji-hyun đảm nhận đều nhận về những phản ứng tích cực từ mọi người bởi sở hữu thân thái sang chảnh ngút ngang nhưng không kém phần tươi trẻ. Không chỉ vậy, trang phục, phụ kiện của cô nàng còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi cho hội fangirl sau mỗi lần cô xuất hiện trên màn ảnh. Có thể nói, Han Ji-hyun đã thể hiện rất tốt khía cạnh mà đạo diễn yêu cầu, tuy nhiên sự hạn chế về diễn xuất lại bị lộ ra trong những cảnh phim đòi hỏi thể hiện nhiều cảm xúc. Chỉ với một vài chi tiết nhỏ, khán giả cũng có thể cảm nhận được cô nàng Han Ji-hoon ngày càng tiến bộ hơn trong sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Hy vọng trong tương lai, tấm chiếu mới này sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nữa để không phụ lòng yêu thích từ fans. Trở thành diễn viên nổi tiếng vẫn khiêm tốn, hết lòng vì công việc. Khi được hỏi nghĩ gì về diễn xuất của chính mình trong vai Jo Seok Kyung, nữ diễn viên khiêm tốn nhận xét, tôi cảm thấy mình rất thiếu kỹ năng, tôi nên truyền tải những câu thoại có ý nghĩa hơn và tôi vẫn còn lo lắng trên trường quay, vì vậy tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành điều đó hay không. Phần trình diễn của tôi lẽ ra cũng phải sắc sảo hơn, nhưng tôi vẫn chưa quen với máy quay, nên ánh mắt và cử chỉ của tôi không được thể hiện đầy đủ. Khi tôi phát hiện ra điều đó, tôi tự nghĩ mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Cuối cùng, Han Ji-hoon cũng tiết lộ về mùa thứ hai rất được mong đợi của Penthouse, một câu chuyện thậm chí còn thú vị và được viết chặt chẽ hơn đang chờ đợi các bạn. Cốt truyện sẽ trở nên vô cùng thú vị khi nó được mở ra, vì vậy hãy mong đợi phần tiếp theo thật nhiều. Khi chúng ta bước vào phần 2, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cho bạn thấy một màn trình diễn được nâng cấp với tư cách là Jung Seok Kyung. Cảm ơn tất cả những khán giả đã dành tình cảm cho Penthouse.